Cho các bạn 5 giây để đoán những con côn trùng phía sau tường gạch kia là con gì. Mình chắc chắn nhiều bạn sẽ nghĩ đó là những con kiến. Nhưng các bạn đã nhầm, đó là những chú bọ ngựa con. Cái cục màu nâu nhạt kia chính là tổ của chúng. Và những con bọ ngựa con đang bắt đầu nở. Thường thì bọ ngựa có màu xanh lá cây, màu cỏ úa vàng hoặc nâu. Và tổ này là bọ ngựa nâu. Sau khi giao phối ít lâu, bọ ngựa cái sẽ đẻ khoảng 100 đến 300 trứng, sắp đều đặn trong tổ. Trứng bọ ngựa đẻ vào mùa hè hoặc đầu mùa thu thì nở ngay ra con sau một thời gian ngắn, trên dưới một tháng. Trường hợp trứng bọ ngựa được đẻ vào cuối mùa thu thì thường phải trải qua mùa đông và đến mùa xuân thì mới nở ra ấu trùng và lớn rất nhanh sau 4 lần lột xác mới phát triển thành dạng trưởng thành.